Thưa quý vị, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ một nhóm thanh niên sử dụng ma túy và quan hệ tình dục kiểu bày đàn tại một nhà nghỉ thuộc khu vực phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 11 người gồm 9 nữ tuổi từ 15 đến 18 tuổi và 2 nam đang nhậu nhẹt và sử dụng ma túy đá. Thấy công an xuất hiện, một thanh niên nhảy lên mái tôm nhà nghỉ bỏ trốn nhưng bị bắt ngay sau đó. Tất cả được đưa về trụ sở công an phường để thử ma túy, kết quả có 8 trên 11 thanh niên gồm 6 nữ và 2 nam dương tính với hàng đá. Trong số 9 đối tượng nữ, có hai người đi làm tiếp viên tại các quán karaoke trên địa bàn quận Liên Chiểu, hai người khác làm thử uống tóc, số còn lại không có nghề nghiệp ổn định suốt ngày chỉ đi chơi. Điểm chung hầu hết các em đều bỏ nhà đi bụi từ rất lâu, một số đi cả một tuần đến hơn nửa tháng nay chưa về nhà. Năm đến chín đối tượng nữ khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình, vì sao bỏ nhà đi thuê nhà nghỉ đều cho biết do ba mẹ ly dị, người ở với giường, người ở với gì, người sống chung với nội, với ngoài nên đâm ra chán nản. Qua bạn bè và các trang mạng xã hội, những đối tượng này quen biết nhau. Cũng do tiêm nhiễm thông tin từ những trang web đen nên nảy ra ý tưởng muốn tụ tập để sống bày đàn nên rủ nhau cùng thực hiện. Sau một ngày đấu tranh khai thác thông tin, các đối tượng mới chịu thú nhận từ nhiều ngày qua đã đến thuê 3 phòng nghỉ ở Thiên Hà để sử dụng ma túy và quan hệ tình dục kiểu bay đàn. Hiện công an đang liên hệ với chính quyền địa phương của 11 đối tượng này để làm rõ hơn nhân thân nhằm có hướng xử lý nghiêm. Vụ việc cũng là lời cảnh báo về lối sống sai lệch của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay mà gia đình cần biết để quan tâm, giáo dục và quản lý con cái. Công an cho biết cũng sẽ xử lý mạnh tay với chủ nhà nghỉ Thiên Hà, được xác định là bà Phạm Thị Bích Liên, sinh năm 1963, ngụ phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, mua lại.